VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA phối theo nguyên lý lắp theo âm học. Xin chào các bạn, nếu là dân chơi âm thanh chuyên nghiệp, chắc hẳn các bạn không còn xa lạ với chiếc đầu karaoke Kara M10. Bởi vì trong giới âm thanh, chiếc đầu này được phong là chiếc đầu karaoke vua. Vì sao gọi là đầu karaoke vua? Vì tính đến thời điểm này, chưa có một chiếc đầu karaoke nào qua mắt được chiếc đầu Kara M10 về chất lượng, đẳng cấp cũng như sự yêu mến của khách hàng. Nói về chiếc đầu karaoke vua này, chúng ta sẽ không quên nói đến hai chữ khủng. 1. Cấu hình khủng. 2. Tích hợp bài hát khủng. Kara M10 gần như là chiếc đầu karaoke đúng nghĩa được trang bị cấu hình phần cứng tốt nhất hiện tại với bộ xử lý âm thanh lòi tứ. Phần cứng mạnh mẽ lại hoạt động trên nền tảng Linux, giúp Kara M10 hoạt động ổn định và mượt mà hơn trong quá trình sử dụng. Là đầu karaoke không hỗ trợ khay đĩa, mọi dữ liệu nhà của Kara M10 được chứa hoàn toàn trên ổ cứng gắn bên trong thiết bị. Kara M10 có thể hỗ trợ ổ cứng gắn bên trong lên đến 6 TB để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Kara M10 có khả năng lưu trữ đến hơn 100.000 bài hát MTV, cập nhật nhạc online liên tục qua hệ thống Cloud Server, tải song song 2-3 bài cùng lúc, 9m20 giây cho một lần tải, thao tác cập nhật bài hát mới tự động, cập nhật nhạc offline không giới hạn từ USB, thẻ nhớ, ổ cứng HDD. Sự tuyệt vời khiến chúng ta đổ gục ngay ánh nhìn đầu tiên chính là thiết kế chinh phục mọi đẳng cấp. Kara M10 được thiết kế vô cùng sang trọng và giống như một thiết bị high-end cao cấp. Kara M10 được bao bọc bên ngoài bởi lớp vỏ nhôm màu đen và được cắt điệu tinh tế bởi tấm nhôm màu vàng đồng ở mặt trước. Mặt trước của Kara M10 khá đơn giản với nút power cùng phần delete, biểu thị trạng thái hoạt động của khu vực tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ remote. Mặt sau là nơi bố trí khá đầy đủ các cổng kết nối thông dụng hiện nay cho một đầu karaoke. Chúng ta dễ dàng nhận thấy cổng nguồn, cổng LAN, cổng COM, VGA, cổng HDMI, cổng USB. Sự tiêu diệu thứ hai mà có lẽ ai cũng yêu thích đấy chính là bản MTV sôi động cuốn hút. Giống như những chiếc đầu karaoke có giá trên 10 triệu đồng, thì đầu karaoke Kara M10 cũng mang lại cho chúng ta những bản MTV đẹp đến mê hồn. Em yêu ơi đôi mình cách xa, kể từ đây riêng anh phải lẻ loi. Nếu như bạn là fan cuồng của những bản nhạc xưa cũ thì chiếc đầu karaoke vua này sẽ mang đến cho bạn một bất ngờ. Đấy chính là tính năng siêu vượt trội tự động fix lỗi bài hát cũ. Tức là những bản thu karaoke đã cũ sẽ được tự động khắc phục lỗi về âm thanh bằng công nghệ stereo, để cho âm thanh mới hơn, chuẩn hơn và dễ bắt tông hơn. Với công nghệ stereo giúp cân bằng nhạc, không có tình trạng bài tiếng lớn, bài tiếng nhỏ, nhạc beat được làm lại chuẩn hơn, lọc âm sệt hơn, đi kèm đó là video nhạc xưa được lồng ghép vào bài hát. Và điều tiếp theo khiến cho đầu Kara M10 trở thành chiếc đầu karaoke vua, đấy chính là chất lượng hình ảnh Full HD 1080p. Cụ thể là hỗ trợ định dạng Full HD 1080p và âm thanh stereo, cùng với sử dụng công nghệ xử lý đồ họa của Open LG cho hình ảnh mượt mà trung thực, sắc nét như hiện tại rạp chiếu phim HD. Điều tiếp theo chính là tốc độ cập nhật data nhanh và tiện nhất trên thị trường ngày nay. Đây là xu hướng bắt buộc đối với các đầu karaoke máy trên thị trường và đầu karaoke Kara M10 đã làm được điều đấy. Kara M10 là chiếc đầu karaoke ổ cứng hoạt động trên nền tảng Linux. Thời gian khởi động của thiết bị khá nhanh, chỉ tốn khoảng thời gian dưới 30 giây thì Kara M10 đã khởi động và load xong dữ liệu karaoke từ ổ cứng. Đầu karaoke Kara M10 có giao diện trực quan, thân thiện và hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt khá tốt, màn hình cảm ứng chọn bài chuyên nghiệp, phù hợp với các quán karaoke kinh doanh. Khách hàng chỉ cần lướt và chạm nhẹ đã có thể chọn được bài hát theo ý muốn, dựa trên tên ca sĩ, thể loại nhạc, top các bài hát hit. Điều cuối cùng đấy chính là độ bền và độ ổn định cao. Nói về độ bền và độ ổn định thì tính đến thời điểm hiện tại chưa có một đầu karaoke nào qua mặt được đầu karaoke Kara M10. Kara M10 là chiếc đầu karaoke với công nghệ tản nhiệt tiên tiến fanless. Vì thế mà trên thiết bị không có bố trí thêm quạt tản nhiệt. Điều này giúp thiết bị hoạt động êm ái hơn trong quá trình sử dụng. Đầu karaoke M10 có thể giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền bảo trì nhờ cơ chế tản nhiệt tân tiến, hoạt động ở cường độ cao liên tục mà vẫn ổn định. Tất cả những lý do trên đã lý giải vì sao chiếc đầu karaoke Kara M10 này được thiên hạ phong cho một cái tên đầy uy quyền, chiếc đầu karaoke vua. Và tôi tin rằng nếu bạn là dân chơi âm thanh thử thiệt thì bạn cũng không tiếc gì khi dành một lời có cánh cho chiếc đầu karaoke này. Và nếu ai muốn trải nghiệm chất lượng âm thanh của chiếc đầu karaoke Kara M10 này thì đừng quên ghé thăm showroom của VDA nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. À, đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất của VDA. Bye bye! Dán ngay hệ thống Serum VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1, 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2, 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3, 178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4, 320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.